hôm qua gặp nhỏ gái chia sẻ Facebook má cái tướng lùng tè à, cái đùi giống ếch á, nó chơi tay không tay ngửa, nó đét clip lên mặt nhăn như đẻ. Bài này nó phiêu ác lắm, đây là một cái bài này được trên không có cái bài nào như nó hết, nó thiệt luôn á. Cuộc đời tập gym của Duy Nguyễn gần 20 năm có ngực trên không bài nào được như nó. Tao nói thiệt với mày á, có đồng tiền trong xã hội nó khổ lắm, nó đánh bằng gọi là cái sinh mạng, nó bằng sự cố gắng, nó đánh đổ bằng nỗ lực. Bán mấy cái này thiệt chứ cái lời cho được 5 ngàn mà phải gán diễn vậy đó. Nó mới tập nhẹ nó không mua, khó vậy đó, tập nhẹ nó không mua mà mình mướn mấy thằng ở ngoài vô nó đóng á em, cái xe rẻ quá nó không nhận. Nó thôi anh gì ơi, tập cái bài này nó gãy tay đi chơi á, mà anh trả em cáp có 1 triệu một ngày à, không đủ tiền bỏ bột. Vlog thực hành thiết thực cụ thể châm biếm hài hước phương pháp tập gym đúng chuẩn tứ trụ Sài Gòn gym triệu đô đẳng cấp 5 sao gym chúa Duy Nguyễn THOL. Giờ nói bạn nghe vậy nha, Duy là thấy một số trường hợp khách hàng của THOL sử dụng cái dây quấn cổ tay kiểu này nè, tức là có quấn cổ tay mà không chơi bao tay. Nó không sao hết đó, nhưng mà nhìn nó kỳ. Thứ nhất nó kỳ và thứ hai nó gọi là nó sốc sốc sao bạn. Nó không có đúng, nó không hợp lý, nó không có đúng với cái chức năng sử dụng của dây quấn cổ tay. Cái dây quấn cổ tay này nè, nó phải kết hợp với bao tay G001 nó có giá trị. Nó thiệt với bạn luôn á. Có người tự nhiên quấn vô vậy chi trời. Thứ nhất, khi mà quấn vô cái này tác động lên da mà nó không tốt rồi. Tại nó chặt quá, nó làm tổn thương da và mồ hôi nó ra làm tổn thương này, giặt miết à. Nên để quấn được cái đó chúng ta phải có cái đệm này chúng ta mới quấn được. Thậm chí thấy cũng nhiều anh em nụ cơ bắp cũng bự bự luôn chứ không phải nhỏ đâu nha, cũng chơi vậy đó. Chắc là quan niệm mà tao đau cổ tay tao quấn thôi. Không nè, cái bao tay này là quá tuyệt vời rồi. Thêm quấn cổ tay nó ok đó, cái này là 30% công lực của cái quấn rồi nè. Đó, xong mình quấn cái đó, nó tác động trên cái này. Cái phần cái bao tay này nè, cái này nó mà là tiếp xúc vô da, nó mà là ok nha. Nên chỗ này cái mấy bạn nào đang sơ chơi kiểu đó coi lại giùm đi. Tập phải có bao tay ông ơi. Tập mà không có bao tay cầm mà tôi thấy có mấy ông nội dùng mẹ tập cái deadlift nặng để tay không tập cụp nhìn thấy không biết nghĩ gì nữa. Hôm qua gặp nhỏ gái chia sẻ Facebook má cái tướng lùng tè à, cái đùi giống ếch á, nó chơi tay không tay tay ngửa, nó deadlift lên mặt nhăn như đẻ. Trời ơi chi với em, anh nói thiệt với em luôn á, em đang đi sai hướng rồi đó. Oh, no. Ngẫm đi. Nè không quấn nè đó, bạn cứ theo gym chúa đi, chỉ bạn bảo đảm không có lỗi chỗ nào đâu, tại gym chúa là người có trình độ mà, chứ đâu phải là phường cơ bắp không mà ăn rồi không mới có, đúng không? Mặc dù cách nói chuyện của mình cũng khá là sốc á, thừa nhận thế thôi, nhưng mà không sốc không được. Bạn vô cái ngành này không mấy thằng chỗ tre nó ăn tifan hoài à, đúng không? Hiểu không? Từ thằng đối thủ ăn tifan, cái thằng đối thủ nó giật dây mấy thằng chỗ tre ăn ti cái nào quỷ gì. Quá vỗ chửi mình á, chửi quá trời luôn. 10 chữ xây tả 6 chữ. Nhiêu ký nè, giờ bạn nhìn cách là giữ đẩy cho bạn coi nè, không xám hồn xanh mặt nữa thôi. Trời ơi, mấy sống ảo vô đây. 4 ký phải không? Ủa lộn, 4 miếng là nhiêu 80 cái gì? Đẩy 6 cái nghỉ à. Tập châu bò nè. 1 2 3 4 5 6 lên. Tết máy rồi ba, không có chọi vậy nha. Ý tôi nói cái máy tôi nó cứng á. Đó. Quảng cáo mà. Để cái đùng vô máy đâu đùng đâu. Lên tại em. Rồi. 100 ký. Vô. Lên. Lên tạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, trăm hai, vô. Yeah, yeah. Yeah.
chết bỏ. Máy này tập không nổi thôi, không gãy tay rồi, sợ ba thử đi. Khi mà chúng ta lên mức tạ nặng là chúng ta phải trang bị gear cho mấy em. Nói chung là tay hát là đủ đồ chơi hết á. Nó nhớ nha, cái cục chỏ nó phải vô cái lỗ này. Ok chưa? Rồi gear thứ hai. Tao nói trong phòng game á mấy em, có nhiều thằng làm màu vậy chứ vô đẩy không nổi. Nhưng mà được cái lên hình nó gấu mấy em. Anh thống ảo mà. Anh chả con mẹ gì được cái nổ thôi. Thiệt luôn á. Vô mấy em. Kiếp đỏ đen. Chúng ta đến phòng game cũng là kiếp đỏ đen. Đỏ là được như Duy Nguyễn, đen là được như mấy thằng anti-fan của Duy Nguyễn. 140kg nha. Dùng năng lượng nổ. Creatine phốt phát. Muốn có nó phải nạp ao liếp. Còn thằng nào mua hũ creatine gì uống thì nó thiệt chứ mày, creatine gì uống á 10g chắc vô được 1g. Rẻ tiền. 1 phút mặc niệm bắt đầu. Em. Tất cả là nhờ cái gì? Quấn cùi chỏ. Nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Ao liếp. Nhờ cái gì? In trao hoặc cao. Nhưng mà cái quan trọng nhất là nhờ tập ở phòng thằng Duy Nguyễn mới có cái máy này ba. Cái máy này khó tập hơn máy nãy nha mấy em. Cái này để dùng trên nhiều hơn. Mới vô mình đề ba nhuyễn 100kg thôi. 100kg là nhức tới xương rồi đó mấy em. Nên mấy em tập game mà tập nặng á, kiểu gì phải mua giòn uống nha. Không có mốt xương tiêu hết. Vô mấy em. Đầu tiên phải ưỡn ngực ra. Cái máy này vô là vậy đó, gặp ưỡn ngực ra nhìn thấy không? Bị sai đó. Sai gì chút nói. Tập tạ sai mà không chết là đẳng cấp. Chút anh nói cái sai cho mà nghe. Chứ mới tập vô dính này bảo đảm chặt. Chặt cái bạc. Hồi nãy bị một cái sai rất là nghiêm trọng, đó là sai về trọng tâm mấy em. Sai về trọng tâm. Hồi nãy là cái ghế này hơi cao nên dẫn tới cái tay của anh nó cao. Cái tay của anh nó cao mà tạ nó thấp nên đang dùng cái lực này ra anh đẩy là rất là sai nha. Nè. Rất là sai. Gãy cùi chỏ rồi gãy dai nha. Đó, đẩy đúng là phải lên như nè. Đó. Đó. Chúng ta phải chỉnh thấp xuống. Xong rồi chúng ta vô chúng ta đo. Đúng không? Nếu mà mấy em sai vậy mấy em không biết, mấy em đẩy ra cái đầu tiên gãy liền. Đó. Nó có vẻ nó hợp lý hơn xíu rồi đó. Nghe, tụi em nên nhớ. Dễ chết người lắm. Cẩn thận củi lửa, tương lai còn dài. Rồi. 1, 2, 3, vô. Nhức dữ quá.
bạn thấy vú anh Duy đẹp không? Đó, do anh Duy tập rất là những cái bài vú rất là tốt. Ngày xưa vú anh Duy lét lắm nè. Tự nhiên mở ra thương hiệu THOL ăn rồi tập vú á. Nó đẹp vậy đó. Bài này nó phiêu ác lắm. Đây là một cái bài mẹ ngực trên không có cái bài nào như nó hết. Nó thiệt luôn á. Cuộc đời tập gym của anh Duy Nguyễn á, gần 20 năm có. Ngực trên không bài nào được như nó. Nó có một cảm giác đẩy mà nó xoáy xoáy sao. Thật luôn á. Từ đứng bèo ba bèo tới cây bồ, không bài nào được như bài này. Bây cuộc đời tập tạ bèo với phải vô thử đi. Thử cái đã nha. Bài nào đọc thì anh Duy mới tâm đắc. Duy mới sẻ chia. Tập bài này cảm giác nó vô, nó vô ngực tự nó xoáy 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 sao á. Đã lắm em. Khi mà tao em bị xoáy 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 vô cái đầu rồi phê gì đâu á. Má ngực nhè vô xoáy 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 xoáy. Má quéo quéo luôn. Nè nó xoáy từ ở ngoài nó xoáy vô ngay đây nè. Bây giờ mấy em thấy ngực của anh ngay đây nó đâu có bị thừa đâu. Nó rất là khích. Nhìn vậy nó mới đẹp. Nè nhớ cái tay đẩy ra không phải vậy. Mà phải vậy. Ha. Anh nãy gì làm nhanh men của chú ý không? Để giờ không được nha, phải vậy. Cầm như là chết mẹ nè, cầm như của chỗ nhọn quắc sau đẩy. Đủ cầm về gãy tay mà nội luôn nha ông bố. Cầm vào đây nè. Thấy không? Đó, để cho cổ chỏ mình nó thẳng ra. Đó, xích vô. Đẩy, nhắm mắt lại. Tựa đầu ra sau, dứt. Ghê chưa? Tới gần, dừng lại 2-3 giây cho nó căng thấy mẹ cơ ngực luôn. Xong rồi, vô. Có mấy thằng đẩy ra tới đây à. Đẩy lúc mà tạ ra đây nó mệt thấy mẹ nó buông cái đụng vô đây luôn. Qua máy bên kia, cách đây 3 bước chân. Trong cái hệ máy Selectorize, đây là một cái máy rất là quan trọng. Khá là quan trọng. Mà hầu như không có bài nào thay thế được hết á. Cái bài Band Deep không ăn thua nha các bạn. Đau mày. Mày đã nói rồi, từ nè, em sai đi sai cho mày nè, em phải kéo mày vô. Hả? Hả? Để tao miếng mày nha. Hả? Hả? Đi tập gym thay BT để chi để này nè mấy em. Cái nữa em. Đó, đây là cái máy à, nó là sự chuyển giao. Nên tập cuối buổi ngực. Nên tập cuối buổi ngực trước bài fly. Còn nếu mà bạn nào không fly thì thôi. Bài này á là nó vô hai cơ chính á, là cơ ngực. Đau nữa nè. Cơ ngực và cơ vai sau. Ủa lộn, xin lỗi bạn, tay sau làm đau quá quéo. Ngực và tay sau khuyến mãi luôn cơ vai. Nè nhìn nè, biết sao đâu nè, nhìn thấy không? Nhìn nè, cái miếng này nó vô da thật nè, nó đau đúng không? Con kia coi cho mày, thấy rõ không? Nè, nghĩ sao chơi miếng này vô da, mấy người da người phải da tu luôn trời. Thấy không, nét chưa, phong kết chưa? Đó. Ông nội tới rồi nè, muốn làm đó, đầu kéo mày ra. Không mày kéo mày vô nè, đó. Mày nhìn cái miếng kia, em mở mắt ra, em nhìn luôn, ừ, cái bút đây nè. Đó, nó ok. Nó tới đâu rồi mấy đứa? Nói chung là phải tập máy này nha. Tập nặng lại đi, tập banh sát luôn, tập hắt, tập ăn gian, tập đủ kiểu hết để cho nó vô cả hai vai, hai cơ. Khi mà nó vô hai cơ rồi các bạn lên tỉnh á, các bạn chơi bài vai sau hay là, ủa lộn xin lỗi, lộn hoài ta, tay sau rất ok nha. Bây giờ Duy làm biến lắm, tập mũi tập nhiều cơ mà. Chừng nào quay lại giáo án Lean Body hay gì đó mà chỉnh sao. Chứ giờ cơm áo gạo tiền, mẹ khai trương cái này xong lo tới kia nữa. Bây giờ kia đi máy ốp gạch rồi đó. Trong năm nay đẩy luôn. Đó. Nhìn coi cái này. Ok chưa? Rồi ok dứt. Hát đại đi, thoải mái tập sao xuống thôi à. Xuống con ba, xuống con của mày. Đó thấy chưa? 160 đâu nội. Thêm bên 10 đi em. Sẵn tiền quảng cáo. Tao nói thiệt với mày á, có đồng tiền trong xã hội nó khổ lắm. Nó đánh bằng gọi là cái sinh mạng, đánh bằng sự cố gắng, nó đánh đổ bằng nỗ lực. Bán mấy cái này thiệt chứ, cái lời cho được 5 ngàn. What?
mà phải gán diễn vậy đó. Ông mà tập nhẹ nó không mua, khổ vậy đó. Tập nhẹ nó không mua mà mình mướn mấy thằng ở ngoài vô nó đóng lắm em, cái xe rẻ quá nó không nhận. Nó thôi anh gì ơi, tập cái bài này nó gãy tay đi chơi á, mà anh trả em cáp có 1 triệu ngày không đủ tiền bó bột. Thôi làm luôn được cái tập gym máu liều, mấy em có thể chơi công thức 3-3, tại vì 3-3 nấu cháo rất là ngon. 3-3 là một trong những món ăn mà trong nhà hàng nó bán rất là mắc. Thì ở trong tập ngực của mình á, mình cũng nên chia công thức 3-3, 3 trên, 3 ngang, 3 dưới, đủ. Stretch dry 3-3, nhớ ngắn gọn nha. Lộn, xin lỗi mấy em nữa. Trời ơi má ơi, leverage 3-3, leverage 3-3, nhớ nhắc lại nè, leverage 3-3 hoặc là leverage 3-3-2. Nói chung là duy chơi nhiều được á, mà quan trọng là làm biến làm xiên thôi, hiểu không? Nó thì thôi chứ chẳng qua là vay video vì trách nhiệm cơm áo gạo tiền, bán mấy cái đồ quấn này nè, kiếm thêm thôi chứ. Mày yên tâm đi, nhiều đứa hỏi mua này bà đã hết hàng rồi, hình như hết rồi không mày? Còn hả? Chứ gì hết á, 90kg một bên, 90kg một bên nha. 180 ông nội. Ủa mà hổm mấy thằng nào kêu tao nổ địa chỉ đâu rồi? Hình như bà hổm tao nhớ con nào kêu nổ địa chỉ là nhìn nó nói gì ta? Cái gì nhìn mặt tao muốn tán. Đúng rồi. Chứ có một thằng cao 1m50 đòi chùm bao bố nữa. Nani? Ê mấy em đi go tối nay kiếm tụi nó coi tụi nó đâu nha mấy em. Tối nay em gì sẽ ăn vào lúc 11 giờ đêm. Nhớ kiếm tụi nó vô nha. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình người vẫn đẹp sao. Bye bye 3-3-2. Biết sao bài không? Làm biến gắn cái này nè ông nội ơi. Quay phim gắn nó hết pin. Hết pin nha. Cái máy 1 đến mất 2 á 140 triệu chưa tính lem. Pin nó sắp hết rồi. Canon nữa. Còn là máy xịn không. Phải tối ưu video, thông cảm. Các bạn có thể chơi 333. Còn Duy Nguyễn thôi, minh họa video 332 đủ rồi. Lên. Còn nhiều video lắm mấy ông nội. Không phải hết đâu. Chịu khó đi. Còn thằng nào coi xe này, người nào cũng nhắc hết á, cái gì cũng biết chứ có biết điều không biết làm sao mấy bố. Hay thì xe và like đi ba, cười gì đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.